là cát này, và lắp hơi vào này, khóa toàn bộ van vào này, khóa toàn bộ van cát cuối này. Đấy, sau bắn là các bạn mở van ra này. Đấy, cho hơi độ 6 cân, 5-6 cân này, thì các bạn mở van trên ra. Mở van trên ra xong các bạn tiếp tục mở van cát này. Cát ở đáy mở ít thôi, nghe dè dè thế là được rồi. Đấy, các bạn bắn rất đơn giản, máy này bắn rất là nhanh. Các bạn sử dụng quen thì các bạn chỉ bắn độ 3 phút, 2-3 phút rồi xong một cái. Sâu vào tùy ý. Dán đề can này, dán đề can phan hao ấy, can phan hao dày. Sau khi bắn đấy, các bạn cho cát làm sao nó vừa phải ấy. Như này là cát là ra ít, tăng thêm cát. Cách khoảng độ cách mặt đá tầm độ 30 phân, 20 đến 30 phân. Đấy, như thế là xong rồi đấy. Các bạn chà nhé, khi quá trình bắn này các bạn chà cho là những cái chỗ nào mà chữ to thì các bạn có thể cho sâu, thì các bạn cho thêm độ 2-3 lớp là xong.